khắc thiên kiều. Anh Chu Sa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Tôi hết rồi. Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đó hiểu được gì? Một điều quan trọng nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ. Sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn. Lòng dung tương chợt nghe mềm yếu, khi một lần đối diện với tình xa. Anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đau kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyệt vọng. Tóc bay quằn quại tay trong gió lòng, như lòng em đang bao động tươi bời. Thiên kiều ơi, chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? À, khắc thiên kiều. Anh Chu Sa,
Tại sao em che chở kẻ gian? Tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ? Tại vì em đã yêu. Yêu hắn? Dân. Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ âu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại ngờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng bấy khôn lường, chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười, tập tành đọc sách y thánh nhân. Em đã lớn lên trong lứa loạn và đã phải làm kẻ tiện đưa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng heo rũ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiếng đưa rồi sẽ thương nhớ ngắm người, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại, em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi đời em sẽ khổ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể tàn nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dừng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi mộng đã bay cao nhạt nhòa sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không, hay sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân đời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Anh Chu Sa, nếu thương em xin bảo vệ tình yêu của em. Không thể được.
anh không thể tha cho nó. Ta chưa hề biết cầu xin được người Mông Cổ một điều gì, và ngươi phải chết. A Khắc Chúa Sa, như giết người ta thì anh giết em đi. Thiên Kiều, em điên rồi. Anh sẽ thưa lại với phụ thân, tùy người đến liệu. Anh Chúa Sa, anh Chúa Sa. A Khắc Thiên Kiều, anh Chúa Sa, em sợ lại nơi đây mãi mãi. Vì vì sao? Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi. Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em dám chân lên bồi xóa một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đông cho ta. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi, thiên thu anh cầm nín lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? A Khắc Chúa Sa, anh điên rồi phải không? Anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Anh Chúa Sa, thật vậy sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống vậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn.